Sau đó tôi xin chào toàn thể các bác đam mê bẫy bìm bịp trên toàn quốc nha. Chuẩn bị mùa bẫy bìm bịp năm 2022 rồi các bạn. Còn khoảng 1 tháng nữa thôi là bịp mồi bắt đầu sung rồi các bạn. Bịp mồi sung và cũng là bịp rừng cũng bắt đầu sung các bạn. Nhưng ngoài miền Bắc thì thời tiết bây giờ nó hơi rét, khoảng 1 tháng nữa là thời tiết nó tương đối ấm lên là bịp bắt đầu căng. Thì hôm nay giới thiệu các bác một cái sản phẩm, đó là mẹt bẫy bìm bịp và là chim bìm bịp giả, chim bìm bịp mồi giả nha các bác nhé. Trước khi đi chi tiết về cái sản phẩm này, em cũng xin nói về cách thức mua bán giao dịch và báo giá công khai. Các khi các bác mua hàng được nhận hàng, kiểm tra hàng xong mới phải trả tiền nha các bác nhé. Và giá công khai của một bộ combo này của nó là 500.000 bao ship đến tận nơi. Các bác nghe rõ chưa ạ? 500.000 bao ship đến tận nơi nhá khi các bác mua hàng này. Đấy, thì sau đây là em sẽ đi chi tiết về sản phẩm. Đầu tiên là con bịp mồi giả. Con bịp mồi giả này được bơm bằng keo bọt biển, cực kỳ bền, cực kỳ chất lượng các bạn. Hàng này nói chung là lột da rất chi cẩn thận và là đẹp các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Lông lá mượt mà, nói chung là đẹp. Khi bịp bổi đến, đảm bảo với các bác là đánh ngay. Đấy, khi anh em mua hàng thì sẽ được hỗ trợ file tiếng qua Zalo, hoặc là các bác có thể mua thẻ nhớ bên em có tiếng bịp. Nói chung là em vẫn sử dụng một là tiếng bịp thúc đá, hai tiếng bịp gọn vừa trống vừa mái, nói chung là cực kỳ hiệu quả. Như các bác xem video em đánh rồi đấy, thì là em sử dụng hai file đấy thì đánh đảm bảo với các bác luôn, cực kỳ ok. Đấy, còn về con bịp này thì nó là bịp nhồi keo các bạn, bơm keo bọt biển. Còn đi chi tiết về cái mẹt thì mẹt được làm 100% bằng inox, trừ cái cầu để mồi này và là cái cần này thì em làm bằng sắt sút cửa các bạn. Còn đâu của nó thép thì bằng thép lò xo, thì bằng thép AC 3 ly, cực kỳ mạnh, cực kỳ khỏe luôn. Còn phần lưới thì được làm bằng nhuộm màu xanh, lưới mắt 6 nhuộm màu xanh, lưới dù xà tích của nó là dù 9 các bạn, dù cực kỳ to. Thì khi anh em mình đi đánh thì bao quanh mẹt đây anh em mình đã phủ một lớp lá để ngụy trang lên rồi. Đấy, thì đảm bảo với các bác là tránh được lộ rất chi nhiều. Nói chung là đánh thì nó cũng không sợ lộ lắm đâu. Anh em mình phủ một lớp lá đây là đảm bảo đánh cực kỳ ok. Khi anh em mua mẹt về này, bao giờ đằng trước này nó có một cái khuy tròn như này. Khuy tròn này là để mỏ con bìm bịp vào đây, để mỏ con bìm bịp vào đây. Khi chim bịp bổi đá cái là cái lẫy này nó sẽ đồng thời bật, và cái lò xo mỏ lò xo nó ngoắc vào cái thanh này vào rồi. Bật thì là đây, em sẽ tả cho các bác xem. Bật thì là cái lưới này nó sẽ úp ra như này cho các bác. Đấy, úp ra như này thì sẽ con bịp bổi sẽ bị nhốt vào đây ngay. Lưới này của nó lưới mắt 6, cực kỳ ok. Khi anh em gỡ bịp nhớ cẩn thận nhé, không là nó mổ vào tay, rách tay, có thể gây đến nhiễm trùng các bạn. Nói chung là con bịp này nó ăn mồi tươi mà, đâm ra là mỏ của nó rất nhiều vi khuẩn, nên anh em mình đi đánh lúc gỡ nó thì cẩn thận. Đấy, thì hôm nay giới thiệu các bác một cái bộ combo này với giá là 500.000 bao ship đến tận nơi các bác nhá. Bạn nào cần cứ liên hệ em sẽ để số điện thoại bên dưới video cho các bác chủ động liên hệ. Xin cảm ơn các bạn, xin chào toàn thể các bác, hẹn các bác video lần sau ạ.